Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp tuần học số 16 trong cuốn sách bài tập tuần toán 2 tập 1 theo chương trình kết nối tri thức với cuộc sống. Trong tuần học số 16 này chúng ta sẽ học về ngày tháng và thực hành trải nghiệm xem đồng hồ. Phần 1, phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, theo tuần lịch ở bên, số ngày trong tháng 11 là bao nhiêu ngày? Chúng ta nhìn thấy này, trong tháng 11 có đến 30. Như vậy trong tháng 11 sẽ có 30 ngày. Đúng không? Ngày 30, vậy có 30 ngày. Chúng ta khoanh vào đáp án C. Câu 2, theo tuần lịch bên thì ngày 11 tháng 11 là thứ mấy? Chúng ta sẽ giống vào tuần lịch nhá. Đây là cách để chúng ta có thể xem lịch để bàn hoặc là xem lịch ở trên tường đấy. Đây là một tuần lịch thực tế này. Đấy. Thì đây là một tuần lịch ở trong sách của chúng ta. Ví dụ trên thực tế này, mình muốn xem ngày 11 đúng không? Ví dụ ngày 11 tháng 8 này. Đây, nó sẽ rơi vào thứ năm. Còn trong bài tập của chúng ta thì sao? Ngày 11 tháng 11 đang ở tháng 11 rồi thì ngày 11 đây chúng ta gióng lên thì nó thuộc vào ngày thứ năm, chúng ta khoanh vào đáp án D. Câu số 3, bố đi công tác một tuần, bố đi vào ngày thứ bảy ngày 13 tháng 11 và trở về vào ngày. Chúng ta nhìn thấy này, bố đi công tác vào ngày 13 tháng 11 đúng không? Vào thứ bảy thì bố sẽ trở về vào cũng vào ngày thứ bảy vào ngày 20 tháng 11. Như vậy chúng ta khoanh vào đáp án B, ngày thứ bảy ngày 20 tháng 11. Câu 4, đề bài hỏi đồng hồ bên chỉ, chúng ta nhìn thấy kim ngắn là kim giờ nằm ở giữa số 7 và số 8. Như vậy đồng hồ đang chỉ 7 giờ. Số 6, chúng ta có số 6 là 30 phút. Như vậy 7 giờ 30 phút, chúng ta chọn đáp án B. Câu 5, bây giờ là 8 giờ 20 phút. Vậy kim dài chỉ vào số mấy? 8 giờ 20 phút này. Chúng ta có 5 này, 10, 15, 20. 8 giờ 20 phút thì kim dài sẽ chỉ vào số 4. Chúng ta chọn đáp án D. Câu 6, để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, các bác sĩ đã phải làm việc liên tục 3 ngày không ngừng nghỉ. Các bác sĩ đã phải làm việc liên tục số giờ. Số giờ là bao nhiêu? Chúng ta biết được 1 ngày thì bằng 24 giờ. Như vậy các bác sĩ đã ở và làm việc 3 ngày liên tục, như vậy là 24 cộng 24 cộng 24 bằng. Chúng ta có này, 24 cộng với 24 thì bằng. 4 cộng 4 bằng 8, biết 8 này, 2 cộng 2 bằng 4 này, như vậy bằng 48 cộng với 24 bằng 48 cộng với 24. 8 cộng 4 12, biết 2 nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7, như vậy bằng 72. Vậy các bác sĩ đã phải làm việc liên tục 72 giờ, chúng ta khoanh vào đáp án C.